Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Khám phá cái chiếc Honda Quay 105i 2008 Thái Lan với mức giá 35.700.000 đồng. Honda Quay 105i 2008 Thái Lan ngang cơ với chiếc Honda Future 105i 2008 ở Việt Nam, là mẫu xe đình hàng đầu và được ưa chuộng nhờ vào cái tính kinh tế và tiện ích. Xe nhập khẩu đến từ Thái Lan luôn là mặt hàng được không ít người tiêu dùng ở Việt Nam ưa chuộng, đặc biệt là những dòng xe bình dân của Honda. Trong số đó có dòng xe Honda Quay 105i. Và tại Lan hiện nay, cái dòng xe mới này đã được cập nhật phiên bản là 2008-2009. Là mẫu xe hiện nay có mức giá niêm yết ở Lan bây giờ khoảng 51.000 bạc, tương ứng là 35.700.000 đồng, và 55.000 bạc tương đương là 38.600.000 đồng, tùy vào từng phiên bản. Với cái mức giá này thì đắt hơn cái chiếc Honda Future 100i 2008 đang được niêm yết thị trường Việt Nam với mức giá là 30.200.000 đồng cho phiên bản là bình an hoa, và 31.200.000 đồng cho phiên bản là bình đúc. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, cái chiếc Quay 105i 2008, cái mác xe nhập đến từ Thái vẫn có những cái sức hút riêng cho nó. Trong thực tế, cái mẫu xe mới này đã được đánh giá là dòng xe gia đình hàng đầu hiện nay ở thị trường xe xứ Chùa Vàng. Và cái điểm nổi bật của cái chiếc Honda Quay chính là hệ thống khởi động động cơ 4 thì với dung tích là 125cc, hệ thống phun nhiên liệu điện tử VZI, khả năng tiết nhiên liệu vô đối với mức tiêu thụ rơi vào khoảng 63.3 km/h. Xe có những đồ họa mới cao cấp, phong cách là thanh thoát, năng động, cái đèn phản xạ sương mù và nhiều chi tiết ăn khách khác. Xe trở nên lâu cuốn hơn nhờ vào thiết kế cái cụm đồng hồ đo công tơ mét với cái nền màu xanh kim cương, có cái đèn báo sáng xanh rất vào mắt và sang trọng. Hốc đựng đồ dưới yên rộng rãi, thoải mái, có thể để cái mũ hiểm chùm cái đầu. Công nghệ đổi mới đáng chú ý nhất của cái dòng Quay 100i 2008 là hệ thống chìa khóa an toàn giúp chống trộm là siêu hiệu quả. Ngoài ra còn tích hợp cả cái nút mở yên xe cũng rất là tiện ích. Bóng đèn hậu được phát triển theo công nghệ hiện đại chứ bóng LED. Cái chiều cao tay lái đặt ở vị trí cũng rất là thích hợp, giúp người lái xe vận hành thoải mái. Cùng với đó là một hệ thống hiệu suất rất là tuyệt vời và tiết kiệm nhiên liệu, giúp cho xe thoải mái sau mỗi lần nạp đầy nhiên liệu là 5,4 lít. Với những ai đang tìm kiếm một mẫu xe đi lại cho gia đình, thì cái chiếc Honda Quay 100i 2008 là một lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo. Nếu so sánh với các khẩu ở những chi tiết thì cái dòng xe Quay này đều ăn điểm cả những cái tính năng, giá cả và dùng. Diện mạo nhìn cũng rất là tuyệt vời, thiết kế hợp và tất cả cho mọi lứa tuổi. Tất nhiên khi nhập về thị trường Việt Nam, cái chiếc Honda Quay 105i 2008 Thái Lan sẽ có thể đổi giá lên gấp đôi, có nghĩa là phải rơi vào khoảng tầm từ 55 đến 60 triệu đồng. Đây là mức giá mà được nhiều người có thể chọn mua những mẫu xe tay ga để thay thế. Mặc vậy, những lợi thế của cái dòng Honda Quay 100i 2008 đạt được, nhất là cái tính kinh tế dụng là lâu dài, thì ai cũng đã rõ rồi. Và sau đây là vài thông số chính của cái chiếc Honda Quay 105i 2008. Cái động cơ SOC 4 thì, dung tích 124.8cc, phun xăng VZI, đường kính hành trình piston 52.4 x 57.9mm, với tỷ số nén 9.3:1, dài kích thước tổng thể rộng dài cao lần lượt 711 x 1932 x 1092mm, cái độ sáng gầm 1335mm, cái chiều cao yên là 758mm, dung tích bình xăng 5.4 lít, cái khung gầm lết bình, hộp số là 4 cấp. Cảm ơn bạn đã theo dõi này, tiếp nhớ like, subscribe.